Cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Tô Ân Sô chính thức được bổ nhiệm làm trợ lý cho Tô Lâm. Hôm 4 tháng 9, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, bổ nhiệm hai ông Tô Ân Sô và Trần Đăng Quỳnh làm trợ lý cho ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kim Chủ tịch nước. Ông Tô Ân Sô đồng thời phụ trách luôn Văn phòng Tổng Bí thư hơn một tuần sau khi ông tô lâm nhận ghế chủ tịch nước ông tô ân sô phát ngôn nhân bộ công an việt nam cũng dọn đồ để nhận nhiệm vụ mới tại phủ chủ tịch nhưng không cho biết cụ thể ông ân sô nhận chức vụ gì cho đến hôm nay thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm ông tô ân sô cho rằng đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề được giao ông sô hứa sẽ không ngừng nỗ lực để xứng đáng với sự tin tưởng hoàn thành tốt trọng trách được giao phó bản tin cho biết trung tướng tô ân sô quê bắc ninh từng làm giám đốc công an tỉnh Bắc Giang trước khi làm chánh văn phòng, phá ngôn viên Bộ Công an từ tháng 9 năm 2019. Đến tháng 11 năm 2021, ông Ân Sô sang làm trợ lý cho ông Tô Lâm đến khi ông này bị miễn nhiệm ghế Bộ trưởng Công an Việt Nam để lên nắm các chức vụ như hiện nay. Ngoài ông Tô Ân Sô, Ban Bí thư còn bổ nhiệm Đại tá Trần Đăng Quỳnh, trợ lý Bộ trưởng Công an làm thư ký cho ông Tô Lâm. Cũng tại buổi lễ, Thiếu tá Đinh Tiến Hải, thư ký Bộ trưởng Công an, được chánh văn phòng Trung ương Đảng bổ nhiệm làm thư ký cho ông Tô Lâm. Như vậy, ông Tô Lâm đã chính thức bổ nhiệm, công bố thêm 3 người gốc công an trước đây làm đồ đệ, nhằm củng cố thêm quyền lực và sự an toàn cho chính mình. 13 học sinh ở Thái Nguyên nhập viện cấp cứu, chưa rõ nguyên nhân và một người đã thiệt mạng. Hàng loạt học sinh ở ký túc xá trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên thuộc Bộ Công Thương ở xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, nhập viện với triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, chưa rõ nguyên nhân và một em đã chết. Theo báo Vietnamnet vào ngày 4 tháng 9, thì các học sinh này ở chung ký túc xá, song khác phòng, khác khu nhà, học khác lớp, chỉ dùng chung khu nhà ăn tập thể đại diện của sở y tế thái nguyên cho biết là học sinh đầu tiên đó là em vàng mí si 16 tuổi ở xã sủng trà huyện mèo vạc tỉnh hà giang được đưa đến bệnh viện trung ương thái nguyên vào cuối tháng 8 vừa qua bắt đầu thì nữ bệnh nhân à, tỉnh vàng da sau đó thì lơ mơ và hôn mê chiều cùng ngày thì bệnh nhân c có biểu hiện viêm cơ tim cấp nên đã được mở nội khí quản, lọc máu, thở máy. Bác sĩ chẩn đoán là suy đa tạng, suy tim cấp. Tiên lượng là rất xấu. Gia đình xin đưa em về và si đã chết tại nhà. Có 6 người ở chung phòng với em vàng mí C. Hiện sức khỏe bình thường, được cách ly theo dõi. Hai trường hợp khác nhập viện vào ngày 2 tháng 9, một người sau đó đã chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội. Người còn lại biểu hiện co giật được lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện sức khỏe của hai bệnh nhân này ổn định, tự ăn uống và đi lại được. Những bạn ở chung phòng không có bất thường sức khỏe. Chưa rõ mối liên quan giữa các học sinh này trước khi xuất hiện triệu chứng bất thường. Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch Thái Nguyên chưa xác định đây là dịch bệnh truyền nhiễm và đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa tại nhà trường. Trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên có 1.102 học sinh, trong đó có 486 em ở nội trú ký túc xá. Hiện cơ quan hữu trách đang điều tra, tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Tù nhân lương tâm Lê Trọng Hùng tuyệt thực để phản đối tân tổng bí thư Tô Lâm Ông Lê Trọng Hùng, người đang thi hành án tù 5 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước ở trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An, bắt đầu tuyệt thực từ ngày 4 tháng 9 để đòi công lý cho vụ án của ông cũng như phản đối việc ông Tô Lâm trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Hùng 45 tuổi là nhà báo độc lập bị bắt vào ngày 27 tháng 3 năm 2021 sau khi tuyên bố ứng cử vào Quốc hội Việt Nam trong cuộc bầu cử cùng năm. Trong phiên tòa sơ thẩm vào cuối năm 2021, ông bị kết án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế. Bà Đỗ Lena Na, vợ ông Hùng cho biết, chồng bà dự kiến tuyệt thực, chỉ uống nước lọc trong 50 ngày, nhưng bà đang thuyết phục ông giảm xuống 30 ngày vì ngày 4 tháng 10 năm nay là kỷ niệm 15 năm ngày cưới của hai người. Tuy nhiên ông Hùng chưa đồng ý. Thông tin này được ông Hùng nói lại với vợ trong cuộc thăm gặp vào ngày 16 tháng 7 và cho biết thêm cuộc tuyệt thực lần này có liên quan đến quốc hội và ông Tô Lâm và có lẽ phản đối ông ấy ngồi sai chỗ trước khi bị cán bộ trại giam chặn không cho nói tiếp. Tô Lâm, người đứng đầu ngành công an từ năm 2016, trở thành chủ tịch nước vào cuối tháng 5. Và sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông lại được bầu làm người kế nhiệm vào ngày 3 tháng 8. Bà Na cho biết việc tuyệt thực có thể khiến ông bị cán bộ quản giáo kỷ luật, cắt thăm nuôi và không cho gọi về gia đình. Bà bày tỏ sự ủng hộ tuyệt thực của chồng vì đây gần như là cách duy nhất cho thời điểm này để anh bày tỏ sự kiên định với mục đích cùng con đường mình đã chọn. Thiếu nữ 15 tuổi ở Bình Dương bị bạn trai đâm chết, đốt luôn phòng trọ. Báo tuổi trẻ vào ngày 4 tháng 9 cho hay là công an thành phố Tân Uyên đã bắt giữ nghi can chưa được nêu tên tuổi, quê ở Bạc Liêu về tội giết người, đồng thời lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ thiếu nữ bị sát hại trong phòng trọ. Tin cho biết, trước đó khuya ngày 3 tháng 9, người dân ở xóm trọ thuộc phường Uyên Hưng nghe tiếng hét thất thanh của em NKD, 15 tuổi. Khi mọi người đến phòng trọ của nạn nhân thì thấy mọi thứ bị xáo trộn, mùi gas nồng nặc, trong khi em D nằm bất động dưới nền nhà, cơ thể có nhiều vết thương. Lúc này thì trong phòng có một thanh niên cũng đã bị thương đang mở khóa bình gas, cố thủ và châm lửa đốt phòng trọ. Nhận được tin báo thì công an thành phố Tân Uyên đến hiện trường, dùng bình chữa cháy phun vào phòng, buộc nghi can phải tự mở cửa, sau đó khống chế đưa về trụ sở. Do Nghi Can cũng bị thương nên được chuyển đi cấp cứu ở bệnh viện. Một số người dân sống cạnh phòng trọ cho hay là Nghi Can và nạn nhân có tình cảm với nhau, do ghen tuông nên giữa hai đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc Nghi Can dùng dao đâm chết bạn gái rồi tự tử nhưng bất thành. Tổng thống Philippines cắt bỏ đoạn trên Facebook cảm ơn Việt Nam ủng hộ phán quyết ở biển Đông. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vừa cắt bỏ một đoạn viết trên Facebook có hơn 7 triệu người theo dõi của mình về hợp tác quốc phòng Việt Nam và Philippines. Trong đó, ông viết lời cảm ơn chính phủ Việt Nam đã ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc về Biển Đông hồi năm 2016. Trong đoạn viết trên trang Facebook thu hút được gần 7.000 người đọc trước khi bị xóa, Tổng thống Philippines cũng viết rằng, Hai nước đã nâng cấp quan hệ giữa Philippines và Việt Nam lên tầm cao hơn với chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, tướng Phan Văn Giang. Hiện không rõ phía Việt Nam có đưa ra những yêu cầu đối với tổng thống Philippines liên quan đến việc xóa đoạn viết trên Facebook hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang vừa tới thăm Philippines hôm 30 tháng 8, trong chuyến công du đầu tiên của ông đến quốc gia này kể từ khi giữ chức người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam. Trong chuyến thăm lần này, ông Giang đã gặp Tổng thống Philippines và có thảo luận song phương với người đồng nhiệm Gilberto Teodoro Jr. Hồi năm 2016, Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay đã đưa ra phán quyết có lợi cho Philippines và bác bỏ toàn bộ các đòi hỏi về chủ quyền quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông, khu vực đang có tranh chấp giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng, bao gồm cả Việt Nam và Philippines. Tuy nhiên, Việt Nam chưa bao giờ lên tiếng khẳng định ủng hộ rõ ràng với phán quyết này, mặc dù phán quyết có lợi cho Việt Nam thậm chí hà nội đã từng được cho là đã có lúc cân nhắc lại việc áp dụng biện pháp pháp lý với trung quốc